3 kg ha. Tự nhiên anh hết hồn luôn á, anh tưởng đâu bị gì không à. Qua ngon quá trời luôn á anh. Wow. Cái này mình lựa từng trái đó cô. Có cách chế nào cô lựa vậy đâu? Không có, không được. Nói thiệt à. Không được. Con nói thiệt. Nói thiệt không à. 2 kg ha. Rồi đợi. Ghiền luôn. Ghiền luôn hả chị? Dạ mỏi luôn à. Cảm ơn chị Điền. Lê Lê Khê. Nhờ nó nghe chị nha. Đợi em chút kiếm nha cô. Táo 50 em ơi, mà ngày qua bẻ mắt mưa da hơi xấu, anh giảm giá còn 45.000 nha. Táo hữu cơ á cơ. Dạ. 60 45 là 105. Thôi bớt chị đẹp đi lấy 100.000. Ok luôn. Okay. Xuống thế à. Cảm vậy ơn. Là không ai mua nữa rồi đó chị. Nhìn quá mê ly luôn. Hôm nay đặc biệt là màu xanh nó nhiều quá cả nhà. Cái vậy mỗi lê của mình mỗi là bên kia đúng không? Em. Trong vòng tuần này là ổi chỉ có 25.000 thôi. Ổi ngọt không? Dạ ngọt. Từ ngày mấy là mấy dạ, anh? Nghe, lấy chỉ em thử đi. Tới hết ngày 23 âm lịch. Anh đẩy cho em, đẩy cho trường. Dạ. Ký ổi lên nha, đợi em chút xíu. Em giảm giá còn 25.000. Mà mua trên 5 kg là tính 20.000 ký thôi. Không có mấy người mua tặng á. 45 với 180-185.000 nè em ơi. Mới 15.000, đợi em chút xíu. Cho 2 loại nữa. Lâu ngày rồi Ngọc không có ghé lại chỗ anh Tạo. Anh Tạo bé Mận đâm hoa trên đường Lý Thái Tổ, cả nhà có nhớ không nhỉ? Đó, ngày hôm nay thì mình trở lại đây ha, để quay cho cả nhà. Ở đây là số 500 của Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10 nha. Chỗ đây là anh Tạo nha, cả nhà. Bán mận tam hoa là cái mận bên kia. Còn bên kia nữa là cái ổi lê, mình đã từng đến tận vườn để quay cho cả nhà luôn. Rồi rất là nhớ cái thời gian đoạn đó luôn á cả nhà. Hình như có vẻ là trước dịch đúng không? Rồi hôm nay quay lại nha. Cái clip này clip vào mới luôn, trong tháng gần Tết năm 2023 luôn nha cả nhà. Rồi ăn thử ổi hả? Rồi rồi thử ổi hả nha. Ủa dạo này vậy là chị thường hay ăn táo hả? Hay ăn táo à. Thầy ăn táo tàu rồi đó. Dạ chị chế nhỏ thì ăn thử luôn. Cắn luôn quá. Cắn luôn bà. Ngon không chị? Cắn thử thôi. Thế ba chị. Thế ba. Vui quá vợ. Lâu gặp lại anh Tạo vui quá vợ. À cảm ơn. Bữa nay là anh Tạo bán ba loại đúng không? Đúng rồi. À bốn loại. Bốn loại. Bốn loại mà thành năm loại luôn, tại vì có hai loại ổi. À. Một cái ổi gì anh? Ổi lê sạch của mình ngày xưa giờ. Anh cầm cho em coi luôn. Này ổi lê sạch là hôm nay mình quay hồi xưa đó nghe. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Còn có ổi. Ổi chân châu. Ở chân châu ruột đỏ của anh nè. Đây là ruột đỏ hả? Cái gì ruột đỏ anh? Chân châu hả? Ờ, ở chân châu ruột đỏ. Ồ, sao tên hay quá vậy? Nhưng mà chân châu này nó lai ở ruột thường á, cho nên nó giòn hơn. Dạ, nhìn nó có sự khác biệt ha. Bên đây này sẽ là bên đây là sẽ ở lê đây cả nhà. Nó đậm đà đó. Ở này là mấy quán làm trà ổi nè, hay là nước ép ổi rồi đó, hay đặt anh lắm. Cái này anh có bỏ sỉ cho quán ăn nha. Dạ. Quán ăn nhà hàng. Cái này bán bao nhiêu ký anh? Cái loại cái đó bán 30.000 ký cơ. 30.000 ký. Còn cái ổi lê cũng ổi lê cũng 30 luôn, nhưng mà trong tuần này em anh khuyến mãi tính 25.000 thôi. Dạ. Khách nào mà mua trên 5 ký thì 20.000 một ký. Là trong tuần này tới 23 tháng chạp là ngày đưa ông táo á, là ngày đó anh kết thúc khuyến mãi bán lại 30.000 bình thường. Dạ. Đó, cả nhà mình có tham khảo nha. Để Ngọc tách cái này anh Tạo tách giùm em trái này luôn đi. Lâu ngày vài tháng nhớ nó mà. Nè. Dạ. Vẫn là cái vườn của cái chị mà mình đã từng quay đúng không anh? Rồi, cái này ăn ngọt giòn lắm luôn á. Mấy cái mối của anh là từ xưa tới giờ. Đó. Mê quá, mê luôn. Cái nào anh lấy đi, anh chịu là anh lấy hoài à.
còn cái tâm hoa là vẫn y chang cũ luôn. Đúng rồi, giảm giá cũ 70.000 ký. Dạ. Có khi 2 ký thì anh bớt 10.000. Mà có khi còn sau. Giống như bây giờ trái mận này em thấy nó đâu có giống nhau đâu. Dạ. Trái gì nó đâu bằng giá nhau được. Dạ. Mà đầu giờ thì mình bán cái này 70.000 mà lựa hàng ngon. Cái này bớt xuống 65.000, từ từ xuống nữa. Vậy đó. Có nghĩa là nó khác sao anh? Có nghĩa là trái cây khác á vườn hay sao? Không. À. Cùng vườn luôn. Nhưng mà nhiều khi trái cây á nó có cái ngon cái dở. Nếu như bàn tay mình năm ngón thì nó không có đều. Còn mình muốn ăn đồ ngon nhất thì anh lựa đồ ngon nhất 70.000 ký. Khách mới quen rồi lại đây là tự lựa không à? Lại là tự biết luôn à? À. Khách tới anh ơi. Dạ 70.000 ký chị. Bốn trái chị nha. Ok. Dạ cái trái này là nó già đó không? Dạ. Cái già. Chứ không phải là tại vì xanh bao rồi. Trong bao xốp này nè, nó già là nó trắng lên nè. À. Còn nếu mà dạ không có ở xá lị mà có ở chân châu này được không chị? Cái này giòn hơn, ngọt lắm, em bẻ cho chị ăn thử ăn miếng nha. Không phải, mua cho má. À nó hơi mềm mềm xíu hả? Mềm xíu da, hỏi trắng này đi, hỏi len này đi. Cái này nó giòn xốp ngon lắm, ngọt nhiều. Cái này hai trái này nha. Cái này 8 lạng, 55.000. Cái này 15.000 nữa hả? Hai cái 70.000 chị. Ngon quẹo lựa em ơi. Xuống hàng em ơi. Anh ơi. Tới lựa lắm anh. Cái này mình lựa từng trái đó cô. Có cách chế nào cô lựa chứ đâu. Không được. Nói thiệt hà. Không được. Con nói thiệt. Nói thiệt không à. Hai trái thôi. Hai trái nhiêu vậy? Tính 30.000 nữa ký hiếu chút xíu. Lỡ yêu nhau là từ từ đợi chút xíu nha cưng, 30 rồi. Anh quả này á nhiều bạn thắc mắc là phải quả roi không? Đúng rồi, ở ngoài Hà Nội á kêu là quả roi, còn trong mình ở ngoài Bắc á kêu là roi, còn trong mình kêu là mận. Trong miền Nam mình gọi là quả mận. Dạ. Còn ngoài Bắc gọi là quả roi tâm hoa. Roi tâm hoa. Tên thì vẫn là tam hoa nhưng đúng mà rồi. Có roi tam hoa giữa hai miền thôi. Đúng rồi. Nó cũng lạ. Quả roi luôn đó cả nhà ơi. Tại vì mấy bữa mấy bạn ở ngoài Bắc á. Dạ. Thứ năm này anh cũng đóng mấy chục ký đi nè, đi Hà Nội nè. Nhưng mà có người đi mới được. Có người đi cái người ta hành lý xách tay theo đó. Mình gửi theo thôi. Đúng rồi, ký gửi thôi. Từ 3 ký nha. Tự nhiên anh hết hồn luôn á. Anh tưởng đâu bị gì không à. Qua ngon quá trời luôn á anh. Wow. Ngọt nha. Ngọt mà nước nữa. Chua chua ngọt ngọt. Ồ, khách khen quá trời kìa. Cảm ơn nha. Đây là khách tự học tự nhiên cả nhà. Mà biết sao. Cái ánh mắt của mình á, nó nhìn qua là thấy trái nào ngon hết trơn. Em lựa đi. Lựa cái chừng 3 trái à. Cái này nặng kia lắm. Cái này ngọt. Cái này ngọt cho bạn gì đó. Mận tâm hoa. Hoa. Ngon lắm bé ơi. Em ăn nó ngọt ngọt chua chua nè, ăn thử đi. Ăn đi rồi ghiền nha. Ăn đi rồi ghiền luôn. Nó chua ngọt đậm đà lắm, thấy nó màu xanh vậy đó. Nhưng mà nó ngon lắm. Nó giòn, nó nước nhiều. Hỏi 30.000 ký mà bữa nay được khuyến mãi 25.000 người ơi. Một ký ha, trong vòng tuần này nha, tới 23 âm lịch là em hết khuyến mãi nha. Hello, hỏi ngon này. Ngon lắm á chị.
lựa làm sao cho nó ngon. Dạ, cái ổi này là chị lựa nó điều màu là được. Điều màu mà nó giòn giòn vậy nè. Đó. Tôi ngon cái gì để lựa này cưng. Ê da. Một ký mận. Mình ăn ngọt hay là ăn chua chua ngọt ngọt? Ngọt nhiều nha. Rồi ok. À, mận thì 70, ổi bữa nay được khuyến mãi 25.000. Hết tuần này nghe em. 5 ký thì còn giá 20.000 thôi à. Em sợ có đi ra ngoài đường không á. Rồi dạ, ok. Dạ, đợi em chút xíu. Chị ơi, cái này đúng ký luôn nè, giá chút xíu mà tại vì nó có cái cành á. Em lấy 25.000 luôn nha. Dạ. Anh cái này em bán Tết hả? Ừ, cái này bán Tết cưng. Khủng gì là chưa anh? 110.000. Cái này hạt điều rang muối, ra tẩm gia vị á, vừa ăn lắm, ngon lắm. Cái này anh với anh Lưu Minh Tuấn bán á, anh lấy hàng của anh Lưu Minh Tuấn á. Cái này rang á bằng củi đó em. Rang củi luôn nè, nhìn hột điều nè, đúng rồi, với lại cái hột nào mà mày bị lỡ bị hư đồ đó. Mà này hạt điều mới năm nay nha, ngon lắm. Lỡ bị hư đồ đó là cô dạt ra hết à. 95 hay em ha. Cảm ơn. Dạ. Rất là ngon. Táo bữa nay nó bị mưa, nó bị cái màu nó hơi xấu nè, thấy không? Cái nước mưa nó dính á. Ngày qua đang hái cái trời mưa cái là hái được có hai mấy ký à. Bình thường anh hái tới 100 ký táo nè. Hello. Nó vẫn ngọt vẫn ngọt em. Nói chung là hai táo hữu cơ. Dính nước mưa. Hình như khách đi ăn bún riêu hay gì. Đúng rồi. Bây giờ hiện tại anh vẫn bán bún riêu bình thường nha. Bún riêu bình thường. Mùng 2 với 16 thì nghỉ bún riêu. Dạ. À. Còn mận với ổi thì ngày nào anh cũng bán, không nghỉ ngày nào. 4 giờ chiều là ra. 4 giờ chiều là thấy xanh lè luôn ha. Nhìn muối bao đỏ, bao xanh. Bướm. Đúng rồi. À. Ai mận ổi ngon mẹ lựa em ơi. Mận ổi ngon đi cưng. Ổi đỏ nè, nhìn nó hồng 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 đã ghê vậy. Hồng nè, cắt ra là thấy liền luôn. Màu hồng. Khách đang ổi đỏ đây là ghiền luôn á. Nó chua ngọt đậm đà dữ lắm. Có màu đỏ. Có màu đỏ, có màu trắng. Ổi trắng thì được khuyến mãi nha. Còn ổi đỏ thì ta được. Cho hai loại muối luôn anh. Đúng rồi. Một cái muối tôm, một cái là muối đâm, muối ớt. Đặt hàng là số điện thoại mà Zalo của anh luôn á, là cái số cũ 0907 920 113. Còn cái số mới của anh là SIM Viettel á là 0962897938. Anh cố gắng ở trên cái bảng hiệu. Dạ, vậy là bây giờ đặt qua hai số cho nó dễ xếp hàng nha. Ổi trắng bữa nay khuyến mãi nha cưng ơi, 25.000 ký à, trong tuần này nha. Bên kia là cái ổi lê nha cả nhà, còn đó là mận tam hoa hoặc là gọi là roi tam hoa, rồi bên đây là táo. Các bạn rất rất thích ăn cái mận tam hoa và đặc biệt là rất là ngon, mọng nước ngọt nha cả nhà. Ở chung vô đi ăn. 20.000 ổi nè. Cái này 25.000 mận là 45.000. Em bỏ vô đây. Vô đây hai cân ha. 45 dưới này 15 nữa. 60.000 tổng cộng cưng ơi. Bao nhiêu? 60.000. Cho bạn nào chưa biết là ở đây là số 500 của Lý Thái Tổ, phường 10 quận 10 nha cả nhà. Đó, ngay cái quán bún riêu chay là kiểu cũng của anh Tạo luôn. Hello.
mà. Cơm tụ. Quá trời đẹp luôn người ơi. Tình tinh tinh nè. 2 kg đó hả nè. Đúng rồi em. Trái nó mới đủ. Rồi 2 trái hả? 2 kg hả? Cho em 140.000 anh ơi. Chết sao có khách anh ơi. Hello. Cái nào cơ? Bẩm thì 70.000. 1 ký ha. À. Nửa ký ha. Rồi. Em cảm ơn anh. 35.000 em ơi. 1 ký à. Rồi. Cho em 70.000. Rồi rồi rồi. Em bỏ thêm 1 ký ha. À, là ông bỏ thêm bịch ha. Bỏ thêm 1 ký muối. Một ký luôn á, đúng luôn á, có 5 trái à. Em cảm ơn chị. 70.000 kinh. Rồi ok. Ủa, anh ơi, 8 lạng. Khuôn Việt là ở bên Tân Bình á hả? Khuôn Việt Tân Bình đúng không? À, Tân Phú hả? Tân Phú gì chị? Bây giờ chị chạy thẳng qua tới cầu vượt, chạy thẳng qua Thành Thái đi hỏi tiếp. Qua đó đó, đi thẳng đường mà. Hỏi đó, bữa nay khuyến mãi 25.000 cơ. 25.000 trong vòng tuần này nha. Ở này thì bình thường là 30.000. Mấy trái này ngon ngon. Hello hello. Rồi thông cảm giùm chị. Hả? Tết Tết. À Tết có đồ chưng Tết nha. 26 bắt đầu đổ hàng chưng rồi đó. 26 tây. Đúng, 26 âm lịch đó em. À, có gì có em ơi, cái này 25 với cái này 55 nữa là 80.000. Này cưng. Anh nói sao anh Tảo? 26 anh có dưa hấu chưng Tết, dưa hấu tròn á, hắc long á, hông hông hạt á, ăn nó ngon lắm. Với xoài với lại thanh long. Với lại cái gì nữa, đu đủ. À. Đặt giường hết hả? Năm nay anh có bưởi mà, bưởi VIP không à, không có bưởi thường. Dạ. Bưởi thường anh bán hết rồi. Bưởi thường lái vô chả có giá đó. Rồi cái anh kêu ba mẹ anh bán hết, tại vì năm nay nhiều đồ quá, không có đủ chỗ. Mình chừa lại cái một khúc nào của mình là mấy cái hàng VIP á, bán cặp á. Cặp khoảng chừng 500.000 trở lên á là anh bán mấy cái đó. Cái này là vô sẵn trước hả, để một hồi có khách cái nó làm mình làm nhanh hơn. Tới giờ mà khách đi làm về á là đông lắm, anh làm không có kịp. Bây giờ về thường ngày là mấy giờ anh ra đây? À, 4 giờ chiều mới ra giống như ngày xưa thôi. À. Nhưng mà mấy bữa nay anh đẩy hàng dùm giường á, cho nên là cái lượng hàng nó rất là nhiều. Cho nên là anh ra nhiều khi nó trước khoảng 3 giờ là có mặt anh. 3 giờ 2 giờ là anh có mặt để anh soạn hàng online cho đi rồi. Tắm hoa là ngày nào cũng có luôn hả anh? Ờ, mấy bữa nay vô mùa lại ngày nào cũng có nha. Anh cho em xin một cái trái để tắp ăn nha. Trời ơi, okay. Ngon quá vợ. Ủa anh, nhưng mà cái mận á, cái màu đỏ, màu đậm thế này thì nó làm sao? Nó khác ngọt, nó ngọt hơn cái trái màu không kia không? Nó có hai loại đậm. Một loại đậm á là do mình bọc cái gì nè.
Dạ. Không có bao xốp. Ủa nãy giờ làm mận dưới đây nè. À, là mận bao xốp đây nè cưng. Dạ. Là bọc gì thôi, là ánh nắng nó hấp thụ diệp lục á là nó sẽ xanh. Xanh. Xanh đậm hơn. Rồi á, một loại đậm á là nó ngon luôn, cái giường này nó ngon cho nên là cái màu của nó vẫn xanh luôn nè, thấy không? Còn bình thường là mình bọc cái này lại là nó sẽ màu trắng chút xíu. Dạ. Nhưng mà cái màu đậm này á thường cái tích á, cách tích lửa là do là nó đậm đà với lại nó có cái mùi thơm. Thơm hơn cái trái chanh của mình. Dạ. À. À, em nghe nó thơm với đắp em dễ chắc. Cho em thử. Xảo quá ha, của cái mận cầm. Cái mận này hai lạng mấy thằng á, cái mận này nè. À, cái này nhiêu ta? Cái này 5 trái là 1 ký rồi đó. Mà thường ở đây em bán là 6 trái, 7 trái 1 ký. Mấy cái loại này là mấy cái hàng này là hàng VIP không à? Mê, không chỉ là mê mận hay mê ổi mà còn mê cái thau muối nữa cả nhà. Mê muối ớt. Gọi là muối ớt. Ớt đâm hả anh hả? À. Ớt hột. Ớt hột. Ớt hột miền Tây. Ngon. À, ngon không? Ừ. Ăn vô cái nó đã. Nước nó rất là nhiều nước luôn. Nước, nước nhiều ngọt. Nhưng mà nó đậm đà nha cả nhà. Nó ngọt. Vậy như là nó giòn, nếu không phải là giòn gọi là sao ta, nó mọng nước á cả nhà hả? Nó mọng nước mà nó giòn mà nó thơm, chua ngọt. Mình ăn vô rất là đã luôn. Biết trong mình luôn. Biết trong mình luôn. Nè. À, mấy trái này nè em ăn ngọt chưa? Anh đó thấy ăn ngon quá nên thành ra là ghé mua nữa đó cả nhà ha. Cả nhà có thể là nếu mà chưa biết ở chỗ anh Tạo thì anh Tạo ở số 500 của đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10 nha. Đến đây có thể là một là ăn mận tam hoa nè, ăn ổi lê nè, xong ăn táo nè ha. Hàng của anh Tạo rất là phong phú hấp dẫn. Ngọc bà từng ăn rồi, ngon rồi đó. Ngọc quay lại giới thiệu cho cả nhà nữa nha. Rồi có thể là đến đây ăn bún điêu luôn cũng chỗ nhà anh Tạo luôn nha cả nhà. 500 Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Có gì mà nếu mà Tết Lobo quá không bị á, không có đặt hàng được thì đặt hàng qua Zalo anh giao cho. Số điện thoại Zalo anh đọc cho, để đọc cho. Đấy hả? Ừ đúng rồi. Rồi vậy ở đây được nè. Bán bún điêu luôn. Cái đó bún điêu anh cũng giao cho. Dễ thương quá à, chị dễ thương. Dễ thương. Em chuẩn bị cắt clip rồi đó. Ừ. Vậy thôi để cho anh Tạo nói vậy câu đi. Ra Tạo nói vậy câu đi. Sắp hết rồi. Hết rồi. Cảm ơn cả nhà mình nha. Thì em tranh thủ tại vì bây giờ Tết thì ai cũng lu bu đó. Cho nên là mấy bạn đi qua đây sẵn quay. Rồi em đọc số điện thoại đặt hàng cho cả nhà mình để em ship nè. 0907 920 113, hoặc là mình ra địa chỉ 500 Lý Thái Tổ sau 16 giờ chiều, 16 giờ sau 16 giờ thì lúc nào em cũng ngồi đây và em ship mận với ổi. Cảm ơn cả nhà mình ủng hộ em mấy năm qua. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Bye bye. Bye bye. Bye bye cả nhà nha. Cảm ơn em. Rất là ngon luôn á cưng. Mận thương hiệu đó. Tam hoa đó. Rất là ngon mận tam hoa. Nó rất là chặt trái, đặt trái luôn ha. Cái số điện thoại 0907 920 113 là có Zalo. Rồi mình tìm Facebook á, của anh cũng có luôn nha. Rồi. Facebook là tên gì ạ? Để anh mở lên ha. Cho cả nhà mình tìm ha. Zalo là số. Tại vì nhưng mà nó hay dễ nó vô cái tin nhắn chờ ấy em. Dạ. Cái anh Lubo cái anh không coi cái là nó quá trời người nhắn tin luôn mà cuối cùng á anh không có kiểm tra được. Mai mốt anh cũng sắp xếp nè, cái bức anh nè. Dạ, đó thấy hình hiệu luôn đó. Cả nhà mình vô theo dõi ha. Theo dõi thì khi mà em up cái món gì lên á thì hôm nào có đồ ngon thì em sẽ up lên. Anh là chỉ có đồ ngon anh mới up lên thôi, còn bình thường không có up lên. Rồi cảm ơn. Cảm ơn cả nhà. Bye bye. Bye bye.